chiến thắng không thể tránh khỏi. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu cho video năm 2023, Quang Sang cùng ban biên tập kênh Tin360 News xin kính chúc quý vị một năm mới an khang và thịnh vượng. Sau đây, chúng tôi sẽ đưa tới quý khán thính giả những phân tích về địa chính trị của Nga, khi trong những ngày cuối cùng của năm cũ năm 2022, Nga tiếp tục ghi được những thành công vang dội khi trở thành bên trung gian hòa giải hai đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Lưu ý là Thổ Nhĩ Kỳ là đồng minh quan trọng của Mỹ và NATO. Ngoài ra, việc tân thủ tướng Israel Thổ Cánh Hữu lên nắm quyền cũng được cho là một thuận lợi của Nga, khi giữa ông Netanyahu và Putin có mối quan hệ hữu hảo dưới thời chính quyền Donald Trump. Sau đây, mời quý khán thính giả cùng Quang Sang theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh Tin360 News. Thông điệp năm mới của Nga, nói chiến thắng là không thể tránh khỏi. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói trong một bài phát biểu qua video ngay trước đêm giao thừa rằng: "Trong năm tới, tôi muốn chúc tất cả mọi người sức khỏe dồi dào, sự dũng cảm, những đồng chí đáng tin cậy và tận tụy. Chiến thắng của chúng ta giống như năm mới là điều không thể tránh khỏi." Chiến dịch quân sự hiện đã bước sang tháng thứ 11 và sẽ là tròn một năm vào ngày 24 tháng 2 tới. Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu giải thích rằng năm 2022 bao gồm những thời điểm mà tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những thử thách nghiêm trọng và rằng năm mới đã đến trong một tình hình chính trị quân sự khó khăn. Hiện tại, cuộc xung đột về cơ bản vẫn đang trong thế bế tắc, với việc Nga chiếm ưu thế rõ ràng trên không do gần đây lực lượng Nga đã tăng cường các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Trong năm 2022, truyền thông dòng chính phương Tây mà cựu Tổng thống Trump gọi là truyền thông thổ tả đã thiếu vắng các phân tích chính xác liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Nhiều thông tin không còn dựa trên sự thật mà chỉ nhằm mục đích tuyên truyền. Nga đang thua trên mặt trận kinh tế. Điển hình là kế hoạch tiêu diệt nền kinh tế Nga bằng các biện pháp trừng phạt kinh tế. Trong tuyên bố của Nhà Trắng, Tổng thống Biden đã nói như sau: "Trong nhiều tháng, chúng tôi đã xây dựng một liên minh gồm các đối tác đại diện cho hơn một nửa nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi sẽ hạn chế khả năng kinh doanh bằng đồng đô la, euro, bảng Anh và đồng yên của Nga để trở thành một phần của nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi sẽ hạn chế khả năng của họ để làm điều đó. Chúng ta sẽ làm suy yếu khả năng tài chính và phát triển của quân đội Nga. Chúng tôi đã thấy tác động của các hành động của mình đối với đồng tiền của Nga, đồng rúp. Đồng tiền này vào đầu ngày hôm nay đã chạm mức yếu nhất chưa từng có trong lịch sử." Tuy nhiên, các giả thuyết biến đồng rúp của Nga trở thành đống đổ nát đã không trở thành hiện thực trong năm 2022. Mặc dù GDP của Nga tính theo đồng đô la thấp hơn nhiều so với GDP của hầu hết các quốc gia châu Âu, nhưng GDP bình quân đầu người tính theo số vua của đồng rúp là khá cao. GDP của Nga cũng bao gồm tỷ lệ sản xuất thực tế, những thứ có giá trị thật cao hơn như sản xuất thép, bê tông và điện tính theo bình quân đầu người của Nga, trong khi tỷ lệ dịch vụ thì thấp hơn. Viện Canon của Mỹ cho biết như sau: "Tuy nhiên, nền kinh tế Nga đã tỏ ra khá kiên cường trước chiến tranh và các lệnh trừng phạt. Vào tháng 4 và tháng 5, hầu hết các nhà dự báo đều dự đoán GDP của Nga vào năm 2022 sẽ giảm từ 7 đến 8%, trong khi một số dự đoán giảm từ 12 đến 15%. Các khoản đầu tư dự kiến sẽ giảm 25 đến 28% và thương mại bán lẻ giảm 8 đến 9%, trong khi giá cả dự kiến sẽ tăng từ 20 đến 25%. Tuy nhiên, mọi thứ hóa ra lại khác. Nhập khẩu giảm mạnh, lệnh cấm xuất khẩu ngoại tệ và yêu cầu đối với các nhà xuất khẩu phải bán thu nhập ngoại tệ đã khiến đồng rúp tăng giá mạnh." Tờ Economist hôm 29 tháng 12 còn có tiêu đề: "Năm 2022, Nga tiếp tục phát triển kinh tế" và thừa nhận nền kinh tế Nga đã làm tốt hơn nhiều so với dự kiến của phương Tây. Trong khi Nhà Trắng dự kiến GDP của Nga sẽ giảm 15%, thì thực tế tổng mức giảm của Nga trong năm 2022 chỉ là 2,5%. Các biện pháp trừng phạt Nga không những không thành công mà còn quay ngược trở lại đánh tơi tả những người ban hành chúng. Chỉ cần nhìn vào cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu, đủ thấy hầu hết các quốc gia châu Âu tham gia trừng phạt Nga đều có mức lạm phát cao chót vót. Nga vẫn no đủ ở nhiều lĩnh vực khi nước này bội thu lương thực trong năm 2022 và có tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên mà nhiều nước khao khát. Nền kinh tế của Nga chủ yếu là tự túc và ngành công nghiệp quốc phòng chủ yếu sản xuất là để tự vệ chứ không phải phục vụ phiêu lưu chiến tranh. Nga có phải đang thất bại trên chiến trường? Về mặt quân sự, truyền thông phương Tây vẫn đưa tin Nga đang yếu thế. Tuy nhiên, vào tháng 4, nỗ lực hòa đàm với Kiev đã thất bại sau khi Mỹ và Anh ngăn chính quyền Tổng thống Zelensky ký thỏa thuận. Kết quả là lực lượng Nga đã rút lui khỏi Kiev. Về mặt lý thuyết, Để chiếm một thành phố, một đội quân cần phải có tỷ lệ một binh sĩ trên 40 người dân, trong khi Nga chỉ có một nửa lực lượng cần thiết ở gần Kiev và không đủ quân để chinh phục thành phố. Truyền thông phương Tây đã gọi đó là thất bại, trong khi thực tế Nga đã chuyển sang một kế hoạch khác, tập trung vào khu vực miền đông Ukraine thay vì dàn trải cả miền Tây. Thành công của Ukraine ở Kharkiv đã được truyền thông phương Tây đăng tải rầm rộ, nhưng thực tế là do Nga đã rút hầu hết lực lượng của mình khỏi khu vực đó. Nhìn vào bản đồ Kharkiv mới thấy những gì Nga mất đều có giá trị đối với họ. Thực tế Kharkiv có rất ít ngành công nghiệp và không có tài nguyên thiên nhiên quan trọng. Giá trị thực tế của Kharkiv đối với Nga là gì? Đó là hành lang đất liền phía nam nối từ Nga đến Crimea và hiện vẫn đang do quân đội Nga đã kiểm soát. Sau đó là nỗ lực tái chiếm thành công Kherson của Ukraine. Tuy nhiên người Nga cũng chủ động rút lui từ trước và đã chuyển sang từ tấn công sang chiến thuật phòng thủ. Mục đích là làm chảy máu lực lượng Ukraine, trong khi Nga chịu ít tổn thất nhất. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine tại Kherson thừa nhận họ đã thất bại. Tờ Washington Post có đoạn viết như sau. Tướng Andriy Kovatchet, người được giao nhiệm vụ chỉ huy cuộc phản công Kherson, đã lên kế hoạch chia đôi khu vực do Nga chiếm đóng ở phía tây sông Dnepr và 7 quân Nga. Ông nói, nhiệm vụ của tôi không chỉ là giải phóng lãnh thổ, nhiệm vụ của tôi ngay từ đầu là phong tỏa và tiêu diệt lực lượng này, tức là không để họ rút lui hoặc tồn tại. Tuy nhiên nhiệm vụ thứ nhất được người kế nhiệm Kovatchet hoàn thành chỉ sau khi lực lượng Nga đã rút khỏi khu vực. Phần thứ hai của nhiệm vụ, mặc dù tổn thất nặng nề của Ukraine, vẫn chưa được hoàn thành. Giống như việc Nga rút quân khỏi Kiev, các chuyên gia quân sự phương Tây tuyên bố rằng việc Nga rút lui về phòng thủ ở phía đông Kharkiv cũng như tại phía đông của Kherson là thất bại của Nga và là chiến thắng của Ukraine. Từ góc độ đánh giá quân sự, những thông tin của truyền thông phương Tây là chưa chính xác. Bây giờ, BBC tiếp tục dự đoán những cách mà cuộc xung đột có thể diễn ra vào năm 2023 bởi các chuyên gia của Anh và Mỹ. Ví dụ, Michael Clark, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Chiến lược Isita Anh nói như sau. Cả hai bên đều cần tạm dừng, nhưng người Ukraine được trang bị tốt hơn và có động lực để tiếp tục, và chúng ta có thể mong đợi họ duy trì áp lực ít nhất là ở Donbass. Andrei Pionkowski, chuyên gia khoa học và nhà phân tích Mỹ thì cho rằng Ukraine sẽ giành chiến thắng bằng cách khôi phục hoàn toàn, vẹn lãnh thổ của mình muộn nhất là vào mùa xuân năm 2023. Ben Hodges, cựu tướng chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu lại cho biết, đến tháng 1, Ukraine có thể bắt đầu giai đoạn cuối của chiến dịch giải phóng Crimea. Tôi không thấy kết quả nào khác ngoài thất bại của Nga. Như vậy có thể thấy dựa trên tình hình thực tế trong tháng 11 và tháng 12, khi hệ thống năng lượng của Ukraine đang bị phá hủy dần dần và nước này cũng cạn kiệt vũ khí, thì những dự đoán của các chuyên gia Anh và Mỹ ở trên khó xảy ra trong tương lai gần. Tuy nhiên, sự ảo tưởng về tình trạng quân sự của cuộc chiến thậm chí còn tồi tệ hơn khi truyền thông phương Tây bàn luận đến khía cạnh chính trị. Tờ Washington Post đăng bài có tiêu đề Putin không quen với việc thua cuộc, ngày càng bị cô lập khi chiến tranh lắng xuống. Kết luận này dựa trên một số chuyên gia của tổ chức Kennedy và các nguồn ẩn danh ở Nga. Tuy nhiên, nó lại mâu thuẫn với thực tế trên chiến trường, và kết quả của các cuộc thăm dò hiện tại ở Nga cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Tổng thống Putin và chính phủ của ông. Trang Statista cho thấy tỷ lệ dân chúng ủng hộ Putin là khoảng 80%. Bài báo của Washington Post cũng bỏ qua thực tế rằng Nga có quan hệ tốt với hầu hết với phần còn lại của thế giới, ngoại trừ thế giới phương Tây. Sự ảo tưởng và thiếu phân tích tốt về các vấn đề quân sự và chính trị đi kèm với sự ảo tưởng về tương lai kinh tế của phương Tây. Tuy nhiên, nhà kinh tế học Zoltan Pozsar đã phân tích thực tế qua loạt bài về hệ thống tiền tệ Bretton Woods III, nơi hàng hóa và người bán sẽ quyết định trật tự thế giới mới. Trong bài viết cuối cùng của năm 2022, ông đã mô tả thế giới hiện đang chuyển sang một trật tự đa cực, được xây dựng không phải bởi các nguyên thủ quốc gia G7 mà bởi G7 của phương Đông. Không chỉ thế, Nga hiện có vị thế rất lớn đối với một đồng minh quan trọng của NATO, đó chính là Thổ Nhĩ Kỳ. Nga củng cố ở Đông Địa Trung Hải. Bức màn về cuộc xung đột tàn khốc kéo dài 11 năm ở Syria do cựu Tổng thống Barack Obama khởi xướng gần 2 thập kỷ trước, giờ đây chuẩn bị hạ màn. Chính quyền Biden đã phải chịu thêm một thất bại lớn nữa về địa chính trị ở Tây Á khi năm 2022 sắp kết thúc. Quá trình hòa giải giữa hai quốc gia thù địch Thổ Nhĩ Kỳ, Syria đang diễn ra dưới sự trung gian của Nga, được coi là một câu chuyện về sự phản bội và báo thù. Còn nhớ vào năm 2011, chính quyền Tổng thống Erdogan đã chịu áp lực rất lớn từ chính quyền Obama để dẫn đầu kế hoạch thay đổi chế độ ở Syria. Trong khi ấy, Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã đầu tư rất nhiều vào việc cải thiện quan hệ với Syria trong khuôn khổ của cái gọi là thỏa thuận Adana năm 1998 sau cuộc đối đầu lớn của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ với quân đội Syria do nước này chứa chấp thủ lĩnh đảng PKK của người Kurd. Thậm chí mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria từng có giai đoạn ấm nồng khi cả hai gia đình Tổng thống Erdogan và Tổng thống Bashar al-Assad từng đi nghỉ cùng với nhau. Lo ngại trước mối quan hệ đó, Tổng thống Obama đã phải cử giám đốc CIA, khi đó là David Biden, đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ 2 lần vào năm 2012 để thuyết phục Tổng thống Erdogan tham gia kế hoạch lật đổ chính quyền Assad. Nhưng đến năm 2014, Tổng thống Erdogan công khai mối quan hệ của ông với Tổng thống Obama đã giảm sút khi tuyên bố rằng ông thất vọng vì không đạt được kết quả trực tiếp trong cuộc xung đột Syria. Vào thời điểm đó, hơn 170.000 người đã chết và 2,9 triệu người Syria đã chạy sang các nước láng giềng, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ. Và cuộc chiến đã buộc 6,5 triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa của họ ở Syria. Nói một cách đơn giản, Tổng thống Erdogan cảm thấy cay đắng khi bị bỏ lại giải quyết một mớ ngổn ngang tại Syria trong khi chính quyền Obama phủi tay rời đi. Tệ hơn nữa, Lầu Năm Góc bắt đầu liên kết hỗ trợ với nhóm người Kurd ở Syria, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ lại liệt nhóm người này là khủng bố vì đe dọa tới an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ đó, Tổng thống Erdogan đã phản đối vô vọng đồng minh Mỹ đã liên kết với một nhóm người Kurd gây nguy hiểm cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trong bối cảnh như vậy, hai cuộc họp tại Moscow vào hôm 28 tháng 12 giữa các Bộ trưởng Quốc phòng và Giám đốc Tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria với sự có mặt của những người đồng cấp Nga đã diễn ra. Quá trình hòa giải giữa Tổng thống Erdogan với Tổng thống Assad về cơ bản là sự trả thù ngọt ngào của ông đối với sự phản bội của chính quyền Obama. Trước đều là Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh quan trọng của Mỹ và NATO, lại tìm kiếm sự giúp đỡ từ Nga, quốc gia đang trong tầm ngắm của chính quyền Biden, để liên lạc với Tổng thống Assad, người bị coi là nhân vật bị hạ bệ trong mắt chính quyền Tổng thống Dân Chủ. Tổng thống Putin đã tư vấn cho Tổng thống Erdogan trong những tháng gần đây rằng các mối lo ngại về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được giải quyết tốt nhất khi phối hợp với Syria và thỏa thuận Adana có thể cung cấp một khuôn khổ hợp tác. Thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cuộc gặp ở Moscow diễn ra hôm 28 tháng 12 trong bầu không khí mang tính xây dựng và họ đã nhất trí tiếp tục hình thức gặp gỡ ba bên nhằm đảm bảo và duy trì sự ổn định ở Syria cũng như ở toàn khu vực. Việc bình thường hóa giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria chắc chắn sẽ tác động đến an ninh khu vực và đặc biệt là cuộc chiến Syria. Một chiến dịch tấn công trên bộ của Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Syria có thể không cần thiết nếu cả hai bên khôi phục thỏa thuận Adana. Trên thực tế, cả Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Syria đang hợp tác thực hiện các nhiệm vụ chung trên mặt đất ở Syria. Tất nhiên, chính quyền Biden tỏ ra bực tức trước động thái bình thường hóa với Syria của đồng minh Thổ Nhĩ Kỳ với sự giúp đỡ của Nga. Đơn giản, Mỹ khó có khả năng từ bỏ sự hiện diện quân sự của mình ở Syria hoặc liên minh với nhóm lực lượng dân quân YPG người Kurd ở Syria, mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là một chi nhánh của đảng công nhân người Kurd BKK. Các cuộc họp tuần trước tại Moscow cho thấy vị thế của Nga ở khu vực Tây Á vẫn còn nguyên vẹn và Moscow sẽ tiếp tục củng cố sự hiện diện lâu dài của mình ở Đông Địa Trung Hải. Ngoài ra, sự trở lại của Benjamin Netanyahu với tư cách là tân thủ tướng Israel có nghĩa là mối quan hệ Nga-Israel đang hướng tới thiết lập lại, và đây là điều mà chính quyền Biden rất lo ngại. Tổng thống Biden cảnh giác trước mối quan hệ giữa Nga và Israel. Hôm 29 tháng 12, giới quan sát đã chú ý đến thông điệp chúc mừng có phần căng thẳng của Tổng thống Joe Biden gửi tới Thủ tướng Israel mới tuyên thệ nhậm chức Benjamin Netanyahu, cũng như chính phủ theo tôn giáo và theo cánh hữu cứng rắn nhất của ông trong lịch sử Israel. The Times of Israel cho biết, khi đưa ra lời chúc mừng chính thức, Tổng thống Biden nhấn mạnh rằng chính quyền của ông sẽ phản đối các chính sách gây nguy hiểm cho giải pháp hai nhà nước hoặc mâu thuẫn với các lợi ích và giá trị chung của chúng ta. Tuy nhiên, không thành viên nào trong chính phủ mới của Israel được cho là ủng hộ giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine của Tổng thống Biden. Tuyên bố chúc mừng của Tổng thống Biden cũng có đoạn: "Tôi mong muốn được làm việc với Thủ tướng Netanyahu, người đã là bạn của tôi trong nhiều thập kỷ, để cùng nhau giải quyết nhiều thách thức và cơ hội mà Israel và khu vực Trung Đông phải đối mặt, bao gồm các mối đe dọa từ Iran." Tuyên bố này của Tổng thống Biden báo hiệu sự căng thẳng giữa hai người bạn, hai đồng minh lâu năm, và cho thấy mối quan hệ Mỹ-Israel có thể trở nên rạn nứt ngay từ đầu. Một ngày sau, ngày 30 tháng 12, tờ Axios tiết lộ Nhà Trắng đang lên kế hoạch cử cố vấn an ninh quốc gia Jack Sullivan tới Israel vào giữa tháng Giêng để hội đàm với Thủ tướng Netanyahu về các chính sách gây tranh cãi của chính phủ của ông. Trong danh sách các mối quan tâm của chính quyền Biden có sự lo ngại Israel sa sút về dân chủ và nhân quyền, bao gồm các biện pháp làm giảm tính độc lập của hệ thống tư pháp của Israel và thách thức quyền của cộng đồng thiểu số Ả Rập và cộng đồng LGBTQ+. Các vấn đề khác dự kiến sẽ là tâm điểm đối thoại căng thẳng Mỹ-Israel trong những tháng tới, có thể sẽ liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran, cũng như các nỗ lực bình thường hóa quan hệ với Ả Rập Xê Út. Ông Netanyahu được cho là sẽ cứng rắn hơn với Iran, trong khi đối với Ả Rập Xê Út, tân thủ tướng Israel đã lên tiếng muốn bình thường hóa quan hệ với Hiệp định Hòa bình Abraham, dưới thời Tổng thống Donald Trump đóng vai trò là nền tảng. Cần nhắc lại rằng sau khi Tổng thống Biden đắc cử Tổng thống vào năm 2021, Thủ tướng Netanyahu khi đó đã phải đợi hàng tuần mới nhận được cuộc điện thoại đầu tiên từ Biden. Điều này đã được Israel coi là dấu hiệu của sự lạnh nhạt từ chính quyền Biden. Bởi đơn giản như kênh Al Jazeera thừa nhận là ông Netanyahu có mối quan hệ thân thiết với cựu Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Kênh Al Jazeera nhấn mạnh khi Biden bắt đầu nhiệm kỳ Nhà Trắng vào năm 2021, ông đã mất gần một tháng mới gọi điện cho Netanyahu, người đang nắm quyền ở Israel vào thời điểm đó, đặt ra câu hỏi về mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo. Kênh ABC News của Mỹ cũng viết như sau: nhưng ông Biden và Netanyahu đã có lúc có mối quan hệ căng thẳng do những khác biệt về một số vấn đề chính. Mối quan hệ rạn nứt của Netanyahu với cựu Tổng thống Barack Obama, mối quan hệ thân thiết của ông với cựu Tổng thống Donald Trump và liên minh hiện tại của ông với những người cực đoan cực hữu có nguy cơ làm căng thẳng thêm mối quan hệ. Trái ngược lại với Biden, Tổng thống Putin dường như có mối quan hệ thân thiết với Thủ tướng Netanyahu khi ông đã gọi điện chúc mừng tân Thủ tướng Israel. Dưới thời Tổng thống Donald Trump, mối quan hệ bộ ba nguyên thủ Israel, Nga và Mỹ nhìn chung tương đối hòa hợp và thế giới có phần yên bình hơn rất nhiều. Tuy nhiên, đảng Dân Chủ và Tổng thống Biden luôn coi Donald Trump là cái gai trong con mắt của nền dân chủ theo định nghĩa của cánh tả. Để kết thúc video ngày hôm nay, chúng tôi xin cung cấp tới quý khán thính giả một câu chuyện thú vị về Tổng thống Joe Biden. Tổng thống Biden không tin mật vụ. Hôm 28 tháng 12, tờ The Hill đăng bài viết có tiêu đề "Nguồn tin cho biết Biden không tin mật vụ nào đó, không tin chi tiết vụ chó cắn". Bài báo cho biết Tổng thống Biden không tin tưởng một số thành viên trong cơ quan mật vụ đang bảo vệ ông. Theo tác giả Chris Whipple, trong cuốn sách Cuộc chiến của đời ông, bên trong Nhà Trắng của Joe Biden, sự ngờ vực của Tổng thống Biden bắt nguồn từ việc một số đặc vụ là những người ủng hộ mạnh mẽ cựu Tổng thống Trump. Tờ này viết như sau: một vấn đề lớn hơn là Biden không thoải mái với chi tiết về cơ quan mật vụ của ông ấy. Một số người trong số họ là những người đồng tình với phong trào MAGA, làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ông ấy không tin họ. Mức độ chi tiết của Biden với tư cách là Tổng thống lớn hơn nhiều so với khi ông ấy còn là Phó Tổng thống. Và giờ đây, nhiều đặc vụ là những người đồng tình với MAGA. Và cơ quan mật vụ đầy những cựu cảnh sát da trắng đến từ miền Nam, những người có xu hướng theo trường phái, truyền thống sâu sắc. Tác giả Chris Whipple viết, được bao quanh bởi một nhóm người lạ mới, Biden không khỏi tự hỏi những người này có thực sự muốn tôi ở đây hay không. Rõ ràng Tổng thống Biden tỏ ra bất an, ngay cả với những cận vệ thân tín của mình vì họ đã ủng hộ người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Donald Trump. Đáng tiếc là ông Trump từng có mối quan hệ hảo hữu với Tổng thống Putin. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Quý vị nghĩ sao về đề tài chúng tôi vừa nêu trên? Xin hãy để lại bình luận bên dưới. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video của kênh Tin 360 News. Quý vị nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi các video tiếp theo của chúng tôi. Các bản tin bình luận sẽ được phát sóng vào lúc 7h30 các tối từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Kính mời quý khán thính giả cùng đón xem. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Một lần nữa, đội ngũ ban biên tập kênh Tin 360 News xin kính chúc quý khán thính giả đang theo dõi và ủng hộ kênh một năm mới năm 2023 an lành, dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui. Thân ái chào tạm biệt.